mình đã mở shop bán robot chính hãng các vòng quay robot cực kỳ hấp dẫn với các acrobot và dịch vụ cày thuê các tự game đang hot nhất hiện tại mình sẽ để lên ở phần mô tả và phần bình luận của video sẽ rất vui nếu các bạn ghé qua shop ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất chi nhiều Và giờ chúng ta đến event thôi nào nhưng mình thông báo thì giải nhất tuần này chúng ta sẽ là 500 trăm và ngoài ra chúng ta vẫn còn những giải khuyến khích đó là 100 trăm hiện tại thì mình đang thấy có khoảng hơn 180 bình luận đây cảm ơn tất cả bạn đã tham gia chương trình event mình Chúc các bạn may mắn nhá. Không biết con số này may may mắn là số bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ đọc qua một số bình luận các bạn nhé Đầu tiên bạn là uh, Khoa các bạn này. anh năm một ngày vui vẻ. Minh Khoa mõ là cái đi Minh Khoa mõ này. bạn này, số 44 này. Đây cũng Minh Khoa mõ bạn là số 46. Có cái điều là bạn dùng cái tài khoản Google khác thôi. trong những cái này thì mình cũng không thể tính được các bạn ạ. Đây các bạn thấy nhá. Bạn vẫn dùng một tài khoản này con có mình từ số bốn bảy bốn 48 này Cái này có đúng, cái này của chúng cũng không không cảm giác nó không công bằng Như mình đã nói trước rồi chúng ta chỉ Các bạn chỉ cần con mình một số được các bạn Giải chúng ta là liên quan may mắn thôi mà Đâu phải bột giải đâu, chúng ta giải nhất 500 Thì vẫn còn những giải khích đó là 100 gia em mà Có những người may mắn đã trúng những event của mình 3 lần rồi còn những bạn nào không may mắn thì vẫn đen thôi Mình cũng nhắc lại là nếu như bạn minh khoa mõ mà như này thì các bạn của chúng thì cũng không được công nhận các bạn ạ tiếp theo là bạn số năm mươi này não đại một hai ba bảy bạn này cũng chú ý mình rồi này hai năm một ngày vui vẻ cảm em nhé theo này ba ba mươi nha anh Giang nnk này tôi sẽ chọn số hai tư và bạn này bên bên bản hai bên nào không biết tôi đi master ba hai chúc anh vui vẻ mạnh khỏe sớm đạt ba trăm ca sú cảm em rất chi nhiều nhá hôm nay Hôm trước quay 109 lần không gian nay Uber có ra một gate map 32. À ok em, thế nào bạn đã có ba 32 rồi. Đấy? Đáng tiếc là gate 328 chúng ta vẫn chưa được giao trao đổi với nhau. Bình Nam sức khỏe, tốt để ra nhiều video hơn. Cảm ơn em số 27 này. Block food, uh, product cho cho Linh Tiếp theo bạn Cnot food. Chúc anh nhiều sức khỏe, bạn chọn số 07 này. Chúc anh từ giờ đến Noel đều mạnh khỏe. cũng chả cảm ơn em nhé hy vọng là nuôi của nhiều năm chứ không phải năm nay chúc anh nhiều subscribe cảm ơn em rất chi nhiều đây vẫn minh hoa mõ này số năm năm này với nhiều em đừng nản số hai tư nha anh họa mi hoàng minh à cái gì hoa minh đếm một một ba chúc anh từ bây giờ đến noel đều mạnh khỏe à? số 12 chúc anh nhiều mạnh khỏe này cảm ơn các bạn rất chia nhiều cũng các bạn đã để lại comment cái số các bạn yêu thích các bạn còn để lại ID đồng thời chúc mình rất chia nhiều mình cũng chúc các bạn là may mắn này mạnh khỏe này bạn nào đi học thì học tập tốt bạn nào là vừa học vừa yêu đương vừa tầm vừa học về đương, về tập lại vừa yêu đương thật tốt bạn sắp nuôi em rồi bạn nào mà chưa lớn lớn rồi mà có cờ rút cờ điếc thì tranh thủ tỏ tình đi được nuôi này cơ hội chúng ta tỏ tình khá là tốt thất bại lần này thì chúng ta tỏ tình thật khác không có cô này cô khác các bạn ạ yên tâm tôi chọn một số là 49 tôi đến từ Indonesia của bạn này cũng biết này chứng tỏ là bạn cũng, cũng biết tiếng Việt nha bạn này cũng dùng uh, google dịch viết đàng hoàng nhá ok bạn nha Mari đã đền đinh này uh, tôi cũng phản Indo đấy các bạn đừng đùa đâu <laughs> tôi năm nha anh. Uh, anh 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 thanh này tinh tinh chín này với hề vui vẻ cảm em nhé số bảy cho anh sớm là 200 ca súp còn em rất chi là nhiều tôi là tao này cũng trúng rồi này lại đây vẫn tôi là tao này người tao trúng này mình không công nhận đâu không bạn nhé các bạn nào cứ cho mà hai số mà vẫn để lại ID game các bạn nếu mà dùng hai số các bạn nên dùng hai nick dùng hai cao Google thì các bạn nên dùng hai account... cao thế thì còn không bị nộ chứ các bạn mà dùng thế bị nộ hết à mình sót ra hết à các bạn ạ số 7 nha anh bạn này khá trung thành số 7 này Wii Pro 208 số 27 này Tuấn Anh số 39 này Đây, anh hay rất hay chơi của mình là bác cua khắc rất chỉ đỉnh này. 3 nhà mình làm ok em rồi ok cũng như là mình chỉ nướt qua thế thôi vọng là mình cũng hôm nào chúng ta sẽ giao lưu sâu hơn Bây giờ chúng ta đến vòng quay may mắn thôi nào Mình đã tạo một vòng quay đây rồi Chúng ta sẽ có từ số 1 đến số 50 này Bây giờ mình sẽ quay để tìm ra con số may mắn ngày hôm nay nhé Quay luôn thôi nào <laughs> Như vậy con số may mắn ngày nay chúng ta là số 31 Chúng ta cùng xem đi tìm xem bao nhiêu người comment số 31 nào và sau khi ra soát hiện tại mình đã thấy có bốn bạn con mừng số 31 rồi xin chúc mừng bốn bạn nhé bạn đầu tiên thì có tên là bờ nút lốc pho này bốn này à, chúc anh một ngày vui vẻ cảm ơn em nhá số 31 này số à, số 31 chúc anh ngày càng đẹp dai chúc hay đông ra may mắn này anh đi game là vũ việt ánh nhỉ việt Anh nhỉ vũ việt anh gì o này Tiếp theo này là, bạn uh, uf tên quen hết mấy chúng lên nào chưa số 31 nhà anh anh có chúng thì kết bạn với em ok em nhá chúng thì kết bạn để nhận giải nào bạn cuối cùng con mình số 31 thì quay đi game là huyền thoại 41 ok xin chúc mừng bốn bạn này bây giờ mình sẽ tạo một vòng quay may mắn có bốn bạn này để tìm ra ai sẽ là giải nhất trị giá 500 trăm gia đây, hiện tại mình đã chuẩn bị vòng quay cho bốn bạn bạn vũ việt anh này bạn e hf này bạn huyền thoại 41 này bạn cuối cùng là bạn uh, blue uh, blue nốc à phó hỏi rồi đây tìm giải uh, nhất ngày của đợt event tuần này thôi nào mình sẽ quay luôn nhá anh <laughs> ơi xin chúc mừng bạn ufh ufh RHEF này bạn đã là người trúng giải nhất của đợt event tuần này trị giá 500 ra đen và xin chúc mừng ba bạn còn lại mỗi bạn cũng sẽ nhận được 100 gian đen nhé và ngay tối nay các bạn có thể liên hệ trực tiếp của mình qua link discord link fanpage mình đã để phần mô tả các bạn liên hệ qua trực tiếp của mình để nhận giải nhé các bạn nào mà không có link discord hay link fanpage thì các bạn vào rolox tìm alam tv 8 sau đó các bạn nhắn tin cho mình cũng được kể cách nhanh nhất gọn nhất thì thường ở 9 giờ tối mình sẽ phát uh, quà cho các bạn ở trong đi cốt nên các bạn uh, chú ý nhé bạn có thể tìm, uh, tạo một cái discord uh, xong đó discord của mình đồng nhắn tin cho mình được cách nhanh nhất còn thường thì fanpage thì mình uh, một ngày mình check tin nhắn một lần thôi có hơi chậm trễ thì mong các bạn thông cảm vậy và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi cảm ơn tất cả bạn đã xem video mình nhé bạn hãy giúp mình một like một subscribe và nhớ ấn uh, chuông thông báo để theo dõi những event tiếp theo bạn nào có nhu cầu mua robot thì anh ghé qua số ủng hộ mình cảm ơn bạn rất chi nhiều bye bye